xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tới bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Thúy Nga rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Kết nối Đông Nam Bộ với sự phối hợp thực hiện bởi các đài phát thanh truyền hình Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay từ điểm cầu Bình Thuận sẽ kết nối với các đài Bình Phước, Bình Dương và HTV để phản ánh những hoạt động nổi bật của các địa phương, nhất là hướng đến kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trước hết là phần tin tức miền Đông, mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, những năm qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng nhanh, hoạt động ổn định, đã góp phần giải quyết việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng luôn luôn chú trọng quan tâm và đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo động lực trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt được những kết quả nổi bật. Kinh tế sớm phục hồi. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, ước cả năm tăng 7%. Đến tháng 9 năm 2022, thu hút thêm 13 dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư đăng ký 550 tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 1.604 dự án được cấp phép đầu tư với tổng diện tích đất hơn 50.000 hectare. Tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 331.800 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã chủ động trong sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động địa phương. Các hiệp hội ngành nghề doanh nghiệp từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành. Thì tỉnh luôn luôn quan tâm. Lúc nào những cái khó khăn của các doanh nghiệp mà hội viên nữ thì luôn được tháo gỡ và tháo gỡ kịp thời. Đó là điều mà Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, các chị em luôn luôn phấn khởi và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo và điều hành. Về cái doanh nghiệp du lịch, trong hiệp hội du lịch chúng tôi là cùng nhau để mà thực hiện cái việc là mình đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện sản phẩm của mình, gia tăng cái giá trị về cái chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai nữa, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực để chúng tôi là vừa là thông qua các cái kênh, các trường đào tạo và chúng tôi đào tạo lại, cũng như kết hợp với là trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để mở ra các lớp đào tạo cho quản lý cấp trung. Từ đó thì chúng tôi nghĩ rằng là đội ngũ lao động chúng tôi đã sẵn sàng, cơ sở vật chất đã sẵn sàng. Vấn đề là các hoạt động sắp tới thì chúng ta sẽ có một lượng du khách lớn, và chúng tôi nghĩ rằng là với điều kiện như thế thì chúng ta sẽ làm hài lòng du khách đến với Bình Thuận, du lịch Bình Thuận trong năm 2023. Được sự đồng hành cùng với lại địa phương và chính quyền thì công ty cũng ổn định sản xuất. Đặc biệt nhất là các cái hỗ trợ về các cái việc mà cái tiêm ngừa cho toàn thể cán bộ công nhân viên để yên tâm làm việc, cũng như là hỗ trợ các cái chính sách của nhà nước về bảo hiểm xã hội, các chính sách giảm miễn thuế cho công ty, cho nên là người lao động cũng yên tâm. Trong 2 năm 2021-2022, cả hệ thống chính trị cùng với cộng đồng doanh nghiệp phải căng sức phòng chống với đại dịch COVID-19. Trước tác động đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình và chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai kịp thời các gói hỗ trợ, thực hiện các kế hoạch, chương trình giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình dịch bệnh. Cơ quan thuế cũng tăng cường cái công tác là phối hợp hỗ trợ cùng với các sở ngành để làm sao tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để cho người nộp thuế được hưởng những cái chính sách ưu đãi đó, cũng như là các cái vấn đề khác có liên quan trong cái phát triển cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là phục hồi sau cái đại dịch. Ngành ngân hàng trên địa bàn đã chủ động triển khai kịp thời cái chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định của nghị định 31/2022 của Chính phủ, thì bằng các cái biện pháp mà như là ngân hàng nước đã tổ chức 3 cái hội nghị để triển khai
đến các ngân hàng thương mại cũng như là các cái hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn và các hợp tác xã, và đã công bố cái danh sách điện thoại đường dây nóng để nhằm kịp thời giải đáp những cái thắc mắc của người dân cũng như của doanh nghiệp. Xác định phát triển doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, Bình Thuận luôn tạo mọi điều kiện cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó phát huy vai trò chủ thể nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Vâng, đó là tại Bình Thuận. Còn tại Bình Dương, không biết tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng qua, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, thì Bình Dương đã có những điểm gì mới để thu hút các dự án, các đầu tư, thưa anh Hoàng Thư? Xin chào và cảm ơn chị Thúy Nga. Kính thưa quý vị khán giả, trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Bình Dương tiếp tục là điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư. Trong 9 tháng, tỉnh đã đón thêm 54 dự án đầu tư nước ngoài FDI và 4.815 doanh nghiệp đăng ký mới. Ngoài các dự án mới, còn có 14 dự án FDI và 1.155 doanh nghiệp điều chỉnh vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, có 134 dự án góp vốn. Tính chung trong 9 tháng qua, Bình Dương đã thu hút được gần 66.500 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và gần 2,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đứng thứ hai trong cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI nhiều nhất vào Việt Nam. Bởi vì Bình Dương có một hệ sinh thái, môi trường đầu tư rất tốt, ngay cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Và Bình Dương có cái sự chuẩn bị sẵn sàng về cái hạ tầng, về cái nguồn nhân lực, về cái công nghiệp phụ trợ, về cái nhà ở công nhân, cái đào tạo nguồn nhân lực. Tất cả những cái đó nó hội tụ cho nhiều cái thuận lợi, đặc biệt là cái sự vào cuộc sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Vừa qua khó khăn của đại dịch COVID-19, tất cả các doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Trong 9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp IIB, trong đó công nghiệp chế biến tăng 8,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại 7,8 tỷ đô la Mỹ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết nối chuỗi cung ứng cũng là điều kiện để các tập đoàn doanh nghiệp chọn Bình Dương đầu tư. Tôi nghĩ rằng khi các doanh nghiệp vào, nó mở ra cái cơ hội để cái sự liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với cả doanh nghiệp trong nước, và từ đó nâng cấp doanh nghiệp trong nước để mà mở rộng cái kinh doanh của mình, tiến tới là các doanh nghiệp trong nước có thể chủ động làm chủ được công nghệ, rồi tự xây dựng các cái nhà máy, rồi những cái chuỗi cung ứng để tiếp cận vào các cái hệ sinh thái của các tập đoàn lớn. Để tạo dư địa phát triển mới, Bình Dương đang dồn sức cho đầu tư công, chú trọng các dự án giao thông kết nối, liên kết vùng, tiếp tục đầu tư mới và mở rộng các khu công nghiệp hiện hữu, hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tạo chuỗi giá trị gia tăng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 58.455 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký là 597.000 tỷ đồng và 4.069 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 39,6 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới bởi Bình Dương sẽ luôn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, vừa rồi là phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương về kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương sau 9 tháng năm 2022. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Xin chào chị Thúy Nga. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp vẫn luôn linh động, sáng tạo, không ngừng đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn dịch bệnh. Song song đó, các doanh nghiệp còn tích cực đồng hành cùng hàng loạt các hoạt động hướng về cộng đồng, mang nhiều ý nghĩa và giá trị thiết thực. Chị Diệu Hiền thân mến, Thúy Nga được biết ở tỉnh Bình Phước có một tổ chức đã hoạt động rất tốt về điều này, đúng không ạ?
Chào Thúy Nga, chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, BNI Bombo Bình Phước là một tổ chức gồm các doanh nghiệp trẻ hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trong nhiều năm qua, thì bên cạnh việc tập trung phát triển kinh doanh, BNI Bombo Chapter Bình Phước còn luôn phát huy vai trò trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đổi mới phát triển. Ngay từ những ngày đầu thành lập, BNI Bombo Chapter Bình Phước đã xác định phát triển bền vững phải là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố tăng trưởng trong kinh doanh và trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Chính vì thế, cùng với các hoạt động kinh doanh, công tác xã hội từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn luôn được xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong suốt chặng đường phát triển của tổ chức. Như ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch, trao tặng quà Tết cho bà con nghèo, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng và xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các điểm trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh với giá trị hàng tỷ đồng. BNI là một cái cộng đồng doanh nghiệp và đang là một cái mô hình nhượng quyền để chúng tôi kết nối kinh doanh với nhau. Thì gần như hầu hết ở một cái BNI nó có một cái sứ mệnh chung, đó là cái sự là cho đi cho là nhận. Thì gần như là tất cả các doanh nghiệp nằm trong BNI chúng tôi đều thấm nhuần cái giá trị đó, và đặc biệt là chúng tôi là những doanh nghiệp ở đóng trên địa bàn địa phương. Thì chúng tôi cũng mong muốn là trích đi một phần lợi nhuận của doanh nghiệp mình để giúp đỡ cộng đồng. Với phương châm cho là nhận, cùng bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tin chắc rằng trong thời gian tới, BNY Bombo Chapter Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, liên kết, hỗ trợ hội viên, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng đồng hành với nhiều hoạt động an sinh xã hội, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong nỗ lực của mỗi địa phương để thúc đẩy sự phát triển đất nước, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp. Chính cộng đồng này đã mang đến những giá trị kinh tế to lớn để đưa Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị, nằm trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là mỗi quận, huyện, thành phố Thủ Đức có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận 11 cho ra mắt tour du lịch với chủ đề Quận 11 có một chợ lớn rất khác. Phóng viên Phương Mai đến từ Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn quý vị tham quan một số điểm đến độc đáo trong tour du lịch này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được diện kiến một chợ lớn rất khác thông qua tour du lịch do Ủy ban Nhân dân quận 11 thiết kế. Đây là chuyến xe sẽ đưa chúng ta đi tham quan, và bây giờ mời quý vị cùng Phương Mai lên xe và tham quan quận 11 nhé. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng ta là Khánh Vân Nam Viện, có kiến trúc rất đặc biệt theo kiến trúc của Tam giáo Phật Nho Lão, đặc trưng của người Hoa, được hình thành và phát triển gần 100 năm. Và đến đây thì tôi cũng có dịp được gặp ông Châu Huệ Ban, người giữ viện được hơn 20 năm qua. Và xin được hỏi ông là khi khách du lịch đến tham quan tại Khánh Vân Nam Viện của mình thì họ sẽ được biết thêm điều gì về người Hoa tại thành phố nói chung và cũng như quận 11 nói riêng ạ? Mình là Tam giáo cùng nguyên, nhưng mà chủ yếu là đạo đảo. Mà đạo đảo nói chung ở Việt Nam thì hình như là không ai nó nghiên cứu tới. Cho nên thì mình có một cái chùa như vậy thì cũng được vô cái tham quan, thì mình cũng lan tỏa được cái đạo của mình. Mà đạo đảo chủ yếu là giáo nghĩa, là lấy củ dưa của mình giúp cho những người vẫn còn thiếu kém. Nếu như điểm đến đầu tiên mang đến không gian trang nghiêm thiền định, thì điểm đến thứ hai chính là khu chợ Thiết với không khí sôi nổi nhưng cũng phản phất một nét cổ kính rất riêng. Và chợ Thiết ngoài kinh doanh các sản phẩm cơ bản của một ngôi chợ truyền thống bình thường, thì đây cũng là nơi buôn bán vàng lớn của thành phố. Trong chuyến tham quan này chúng ta còn được tham quan khu chế tác vàng cũng như là nơi đào tạo ra những thợ kim hoàn trong tương lai. Đối với du khách, cái an toàn là trên hết. Ban quản lý đã phối hợp với Ban chỉ huy công an chỉ đạo tổ chức thường xuyên nắm cái tình hình và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các loại đối tượng phạm pháp trên cái tuyến đường Phó Cơ Điều, Trần Quý và Nguyễn Chí Thanh. Sau một vòng tham quan mua sắm thì có lẽ khách du lịch cũng có nhu cầu ẩm thực, và điểm đến cuối cùng của tour du lịch này cũng rất là phù hợp, đó chính là khu ẩm thực Hà Tôn Quyền, một địa điểm bán sủi cảo nổi tiếng của thành phố. Quận 11 cũng là một trong những quận có những cái nét đặc điểm của Sài Gòn chợ lớn, có một cái nét sống rất là đơn giản, bình dị, bình dân. Nên khi mà chúng ta đến những cái điểm đến du lịch
thì các anh chị thấy là nó rất là đời thường và nó rất là gần gũi với đời sống của người Việt gốc Hoa. Trước nay quận 11 chưa có tên trong bản đồ du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Với cái tên là Với Một Chợ Lớn Rất Khác, không những là giúp cho du khách có thêm được những cái trải nghiệm mới như là chúng ta học làm sủi cảo, có thêm được những cái câu chuyện mà người ta chưa biết hoặc là đã biết nhưng mà là chưa có được cái cảm xúc sâu hơn về một cái chợ thiết, về thắng nghĩa đường, về nghệ thuật mà múa lân, thì quận 11 thật sự đã có những cái câu chuyện mà chạm vào trái tim của du khách. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp thì những ý tưởng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm du lịch mới cũng là cách để mỗi địa phương phát huy được những tiềm năng, thế mạnh, thu hút ngày càng đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Xin được cảm ơn anh Hoàng Thư, chị Diệu Hiền và chị Phương Mai đã mang đến những nội dung rất thú vị trong chương trình Kết nối Đông Nam Bộ hôm nay. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.